Dạ vậy rồi đó. Mà vô tới viện dưỡng lão ở còn không yên nữa hả? Sáng sớm vậy nghe cái phòng của thằng Mỹ già kế bên nó rên hừ 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 hừ, tưởng nó sắp chết tới nơi rồi. Trời ơi, tôi chạy qua tôi coi coi nó làm sao. Tôi mở cái cửa ra ngang, nó nằm nó coi tivi tỉnh bơ à. Tôi dòm lên cái tivi, trời đất ông mẹ ơi, nó coi phim sex. Trời ơi, tôi thấy có chút xíu mà giờ còn rung vậy nè. Thôi giờ để tôi tập thể dục dưỡng sinh nghe không? Tôi tập thể dục dưỡng sinh cho nó cân bằng cái trí não lại. Chứ không thôi á, lát nữa nó lên ốc là chết à. Ông già sao vậy ông già? Chết mẹ không? Giật mấy cái rớt nằm đóng rồi. Ờ nhớ rồi, bác sĩ nó phải hô hấp nhân tạo. Bà mẹ nó nằm cái tướng gì thấy ghê quá. Người ta kêu làm mấy cái ta, thôi làm mẹ 15 cái đi. Không xong nữa. Ờ thấy ghê quá. Vừa phải thôi nghe cha nội. Sao? Trời đất ơi. Hồi nãy ông đè lên ngực tôi là tôi chịu không nổi rồi. Còn manh miệng tính hung tôi nữa không? Yeah. Làm gì vậy? Thôi. Trời đất ơi, mai là tôi ngừng là kịp à. Chứ nãy tôi vô cái kịch, cái tối nay gặp bồ tôi thế nào cũng bị chửi à. Nó chửi cái gì? Nó nói, oh honey, what happened to your mouth today? Your mouth today smells same shit. Gì là nó nói cái gì? Nó nói cái miệng tôi nay sao giống cái ông cấm quá à. Ta dạ vừa phải thôi nghe ông. Sao vừa phải? Thường thường là 7 giờ ông mới ra đây tập thể dục mà. Ừ. Bữa nay mới có 6 giờ rưỡi à, ông ra đây ông phá tôi phải không? Không phải phá, tại nay có cái hẹn nên ra tập sớm. Trời ơi, bữa nay đi hẹn check up sức khỏe phải không? Không phải. Vậy chứ đi đâu? À, thi quốc tịch nè. Dạ không có. Vậy chứ hẹn làm gì? Hẹn gái. Trời ơi, ta già mất đó thâm. Hả? Già cả vậy mà còn hẹn gái à? Nè, phải cái con mễ tuần rồi mà nó ghé nó đón ông không? Ủa, ông thấy nó hả? Trời ơi, tôi thấy một cái ngang là tôi nhớ nó nguyên cái vườn trái cây luôn à. Ông nói vậy nghĩa là sao? Cái mặt của nó giống như là cái trái mặn cầu gai vậy đó. Ừ. Còn cái ngực của nó em giống như là hai cái trái dừa xiêm nha. Cái bụng á thì như là cái trái bí rợ. Còn cái mông á giống như cái trái mít nghệ. Cái đùi như trái sầu riêng. Bằng chân như cái bạn nãy, cái nãy chuối sứng. Thôi rồi, ông kể còn ghê, tôi còn nghe thấy ghê không? Mai là ổng từ cái mông cái ổng xuống cái đùi à. Ổng ra đằng trước không biết là nó bí nè. Ai nói ông tôi bí? Chứ tại tôi không muốn nói thôi. Vậy cho ra đằng trước giống gì? Trái chôm chôm. Trời ơi. Trời ơi, vậy mà cũng nghĩ ra nữa. Trời ơi, con người ta hẹn đó phải không? Không, con nhỏ đó ông kể xấu quá, tôi cũng thấy vậy tôi bỏ rồi. Bỏ rồi? Bỏ rồi, cặp nhỏ khác. Con nào? Mỹ. Mỹ? À hừ. Mỹ trắng hả? Không, không thích Mỹ trắng. Không lẽ Mỹ đen? Không thích Mỹ đen. Không phải trắng, không phải đen. Vậy là Mỹ lai nè. Mỹ lai tôi không có cửa. Vậy chứ Mỹ gì? Mỹ đỏ. Mỹ đỏ là sao? Mội á. Trời ơi, Mỹ đỏ giống tôi nè, thấy không? Trời ơi, ông nội ơi. Tưởng Mỹ bỏ bà Mỹ lấy bà nào, bỏ bà Mỹ lấy bà Mội. Trời ơi, ông nội này không biết nè. Vậy rồi nó có giống cái vườn trái cây nữa không? Không, ngang trái cây rồi. Vậy chứ giống cái gì? Giờ nó giống cái sở thú. Là sao tôi chưa cái hiểu? Cái mặt nó giống như sư tử. Cái ngực của nó giống như con voi. Cái bụng của nó giống như con hà mã. Cái mông nó giống như con trâu nước. Trời ơi. Cái đùi nó giống như con gấu. Còn cái chân nó giống như con khủng long. Phải con người không? Hay là quái vật? Sao trời ơi, đi ra ngoài đường vậy rồi có treo cái bảng trước ngực đó không? Treo bảng gì? Cấm chọc phá thú dữ. Trời ơi, cha nội. Vậy mà cha này cũng bí nè, thấy không? Từ cái mông cái chạy xuống cái đùi. À. Chứ cha dòng răng trước là chả bí rồi. Ai nói với anh tôi bí, tại tôi không muốn nói thôi. Vậy chứ con gì? Con nhím.
nội này nói láo không à. Sao? Tao ơi, nó mà con nhím mà cái mặt không còn nguyên vậy à. Nó lũng như cái rổ thôi. Bởi vậy tôi đâu có dám dùng cái mặt ông ơi. Mà tôi nói ông nghe, thời buổi này người ta văn minh hiện đại qua tới Mỹ rồi. Ừ. Cứ tập ba cái nhạc nhẹ hiều rồi nghe buổi sáng buồn ngủ buồn chết luôn á. Ừ. Bây giờ xích qua cho tôi tập cái tôi đi trước được không? Ừ thôi ông tập ông đi trước đi. Ừ. Chứ hôm nay từ phá hoài tập tôi không có được gì trơn người tội à. Heo. Trời ơi, kiểu này đâu phải kiểu con heo, kiểu này kiểu con chó nè. Ở dưới quê tôi đó nghe không, mỗi sáng mở cửa ra là con chó nó chạy lên có cây làm y vậy à. Trời ơi, heo tôi có nghĩa là cứu đó, cứu. À, cứu quá ha, bị cái gì mà cứu? Dọp bẻ rồi. Chết bà không? Trời đất ơi, dọp bẻ không? Ây da. Sao rồi? Được rồi. Trời ơi, đứng dậy đi ông nội ơi. Ơi vậy tôi nói với ông hoài à. Già cả rồi. Rồi tập ba cái nhạc cho nhẹ nhàng chút xíu. Tập ba cái nhạc mà giật giật vậy à. Có ngày ông đứt cân máu ông chết ông vợ à. Cân máu gì ông ơi. Trời ơi cha nội này cổ lỗ sĩ quá à. Coi kìa. Trời ơi già gì mà không nên nết. Sao? Ăn mặc thấy gớm à. Sao gớm? Già gì xỏ lỗ tai. Trời ơi cha nội này qua tới xứ văn minh mà không hiểu. Đàn bà ta xỏ được, đàn ông xỏ được chứ. À bình đẳng hả? Ừ. Ở cái lỗ tai chấp nhận đi. Vậy sổ lỗ mũi làm gì? Fashion. Fashion là sao? Thời trang á. Trời ơi, ở Việt Nam đó nghe, chỉ có trâu bò nó mới sổ lỗ mũi thôi. Anh đừng có nói tôi đây là thời trang trâu bò nha. Đúng là cha nội cổ lỗ sĩ nè. Trời ơi. Trời còn cái áo kìa. Trời ơi cái áo này nghe, mai mốt chết là khỏi mất công mua giải liệm nè. Ủa sao vậy? Túm lại cái bỏ hòm chôn luôn à. Đau bụng quá trời quá đó. Ở Mỹ mà không thực tế. Người ta mặc về cho thoải mái mà nó nhẹ nhàng ha không? Ừ. Mà bên này già cả tiền già không à. Mặc về giặt chừng chục lần nó rút lại vừa. Trời ơi, hiểu gì trơn, ông ở chửi tôi coi ngó là tao ông coi kìa. Tôi sao? Trời ơi, mai mặc bộ đồ này trong này nha, bước ra ngoài đường á, mấy bóng nó vớt anh liền nha. Ủa nó còn vớt tôi hả? Trời ơi, mặc bộ đồ gì đâu, bóng lộ à. Đừng có khi dễ nha, cái bộ đồ này là bộ đồ thời trang bốn mùa đó. Bốn mùa là xuân, sao? Xuân hạ thu đông gì mặc cũng được rau trội à. Xạo bà cố luôn. Qua đây thử mùa đông coi. Gió nó luồn, từ dưới nó luồn lên. Trời ơi, bà mẹ nó đồ phụ tùng nó cứng ngắc hết. Trời ơi. Cha này cha nói sao vậy? Sao? Mùa đông gió nó luồn lên mà nó cứng ngắc hả? Tôi chắc ông dắt tôi ra Bắc Cực luôn á. Băng giá quanh năm đi. Nó cứng tôi con ông liền á. Rồi. Để cha nội này xong game rồi nè. Rồi coi coi kìa. Trời ơi qua tới Mỹ rồi ông mang tôi guốc. Mai là ở trong này nha. Đi ra mướn áp bập minh ngày trước ngày sau nó đuổi liền. Trời. Cái đôi guốc này làm sao đuổi tôi được. Chứ gì nữa người ta ở dưới đất. Ông ở trên lầu sáng cái ông ngồi dậy cái bắt đầu làm lộp cọp lộp cọp lộp cọp lộp cọp. Ông nội ai ngủ cho được. Không biết nè, cái đôi guốc này giúp ích cho tuổi già dữ lắm à. Giúp sao? Già cả nghe mà mang đôi guốc này nghe không? Sáng mà nó nghe đi lộp cọp lộp cọp lộp cọp vậy á là nó biết còn sống. Sáng mà nó nghe im lặng là biết mình đứt rồi á. Trời ơi cha nội này cũng lo xa ghê ha. Nhưng mà tôi nói thiệt với ông nha, đừng có coi thường tôi. Coi thường gì? Thấy ăn mặc vậy chứ không có mất gốc đâu. Cái này là mình nhập gia tùy tục thôi. Ông mà không mất gốc hả? Mới qua Mỹ có mấy năm mà, mất chứ chừng 3-4 năm gì chứ nhiêu. Coi ăn mặc thấy ghê à, mất gốc rồi. Ông nhập gia tùy tục. Nhập gia tùy tục gì ông ơi? Tôi nè, tôi nói thiệt với ông nè. Tôi dù sao đi nữa nghe ông, tôi là nguồn gốc Việt Nam đàng hoàng. Chứ còn ông đó nghe ông, cỡ này là quên quê hương, quên dân tộc hết rồi. Bậy, bậy, đại thấy tôi khoai ráp, khoai róc và tưởng tôi quên. Xin lỗi ông á, tôi hát nhạc quê hương cũng tới lắm mà. Hát được không? Được luôn, trình bày bài hát biểu diễn chơi nè. Hát thử tôi nghe coi. Hát đặc sản quê hương dân tộc nghe. Quê hương phải không? Ừ. Trích đoạn cải lương. Tuồng gì? Đừng có nói tôi là tuồng tướng cướp bạch hải đường nghe. Không, sự tích cây nguyên ương. Đóng vai gì? Lý Bình Nguyên. À, Lý Bình Nguyên. Bị ông vua móc mắt, tức chửi ông chơi nè. À, đuôi á hả? Trăng
và cầm giang ơi, tình bằng hậu nghĩa tâm giao tôi còn dư vẹn. Nay từng giọt máu đào, từng giọt máu trong tim đang dâng cao niềm quốc hận. Bạn hiền ơi, đừng lo cho tôi, đừng lo cho tôi, không còn ánh sáng. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy được giả tâm của phường ôm quân hao sắc đang mưu toan bé lòi qua trong trắng. Dù phái liêu thân lòng không nao núng, ta dần bên nhau, ta dần bên nhau vẹn chứ. Ôi trời, mệt quá. Trong tình thành chúng cao cao, đây lời ca câu đoàn trường. Tên ông quân tên bao tàn, người hãy nghe lời ca câu ai quán. Ra phân cách chi ân tình, ta cố tình sửa phim tay công nhân. Sức mạnh mạng đem bịch mù ô tối trần và cầm giang ơi, cuồng phong đang tối tới cho chiếc đo con giờ để tan nát. Trên bến sông xưa lòng không lại chuyên thường lầm, trò ơi thành bến sông buồn. Thấy chưa? Thật ơi, ai nói ông quên ông Hương. Mẹ ơi, ai ơi, nói ông tôi quên Quê Hương. Cải lương nghe mùi gần chết à. Tự nhiên cứ đưa ráp róc vô à. Tôi nói ông mất gốc mà ông không có nghe. Mất gốc cái gì, mình phải biết dung hòa. Còn ông sao, ông chê tôi hoài vậy, ông làm được ráp róc không? Trời ơi, tại tôi không muốn thôi, chứ muốn làm tôi làm cho coi à. Đâu làm thử coi. Muốn ráp róc phải không? À. Nè, tôi hát nè, nghe nè, ráp róc nè, nghe không? À. Cầm microphone hát luôn nè. Nổi không? Để tôi ráng thôi. Bữa này chị xui hời nha, mình tới đây vào đâu ít bàn cờ. Từ đó tới giờ mình mới gặp lại nhau. Vậy hai bên chị xui chọn bên nào? Anh đi bên đỏ coi cho nó quạo à, tôi đi bên xanh coi cho nó nhẹ nhàng. Đã chơi với nhau chơi cho nó gọn gàng, đừng quá sổ sàng mà mất tình nghĩa nghe anh xui. Rap đâu ông làm trong câu cái thôi. Được rồi, tôi chơi rap cho anh coi nè. Cái chuyện nói chuyện tôi anh lo cho. Thêm mệt tôi đã biết chơi từ mấy chục năm rồi. Chị nè tôi tính trước còn phao đầu chị xuống cẩn đầu bành con thượng ra ngay. Everybody say yeah, everybody say yeah. Ui yeah yeah. Trời ơi, không tự nhiên ông đang vô bài ngon lành vậy, không tự nhiên cái đoạn chót có everybody say yeah. Trời ơi, yeah ông nội tôi chứ yeah. Tôi đáp y như mấy thằng Mỹ đen luôn, còn gì nữa. Nó lòi cái quần nó ra luôn gì nè, ông thấy ha. Trời ơi, bởi vậy tôi nói ông, bởi vậy chứ giờ tôi ngó ông rồi tôi mới thấy tôi dị hợm. Dị hợm không? Quá dị hợm rồi. Ừ, mất gốc là dị hợm phải rồi. Vậy tôi nói ông không được rồi, vậy không được rồi. Ông cổ lộ sĩ quá cũng không được. Ừ. Tôi dị hợm quá cũng không được. Hả? Sao mà ở nhà con cháu nó chịu nổi được. Thì bởi vậy mới vô viện dưỡng lão ở nè. Ừ, thôi bây giờ tôi đề nghị ông tôi vậy đi. Trong này chỉ có tôi ông người Việt Nam. Ừ. Thôi mà giờ mình đoàn kết nhau. Ừ. Tại ta nói là một cây làm chẳng nên non. Đúng. Hai cây chụm lại, hai cây lên hòn núi cao. Đồng ý không? À, được vậy đi giờ. Mình... tôi với ông à, ấy thôi giờ già cả rồi. Ừ. Anh em mình chịu đựng nhau đi. Ừ, quyết định vậy đi. Cho còn có cái tình đồng hương chút xíu. À. Vậy nghe không? Rồi bây giờ tôi với ông hát bài chung nhau nha. À, bài có ý nghĩa chút xíu nghe không? Bạn tôi mấy chục năm nơi xứ người, bạn tôi mới vừa qua 5 năm 3 tháng. Thằng theo đời xưa, thằng thì quá quậy, ngoài thì khác nhau nhưng trong lòng cùng nỗi niềm đau. Vì ông khó tánh
tuổi già mới cô đơn. Còn ông quá quậy mới ra nông nổi, nếu xưa mình hòa đồng chiều theo con cháu, đâu phải âu lo gian ông gầy hơn trước, tóc ông thêm sợi bạc. Từ nay ta phải bên nhau, cùng nhau chia sớt. Ta bây giờ phải biết